Em mến chào quý cô chú anh chị em gần xa đến Mây Vàng trên toàn quốc ạ. Như quý chú anh chị mình đang theo dõi trên kênh Mây Vàng bây giờ nha. Thì bữa nay em tiếp tục lên một cái clip để giao lưu cùng với cô chú anh chị em gần xa. Thì là nói đầu tiên thì cũng cảm ơn cô chú anh chị em mình đã ủng hộ em những cái clip vừa rồi nha. Cũng rất mong cô chú anh chị mình xem tham khảo cái lô này. Đó, được ủng hộ vậy em ạ. Thì bữa nay em lên 20 mấy mã số á. Thì tất cả các mã số rồi em có ghi vô bầu hết rồi nè. Đó. Số thứ tự ha. Xong đế đắm giá cả em ghi sẵn vô bầu hết rồi. Đó, này mã số 3, đó, cây số 1 thì trên mình xây. Đó, số 3, cây số 4 này nó có cái rễ cũng quái quái nè. Đây, số 4, giá cả em có ghi sẵn hết rồi. Đế đồ ngon lành hết ha. Đó, số 6. Hai mấy mã số nha anh chị. Thì số điện thoại giao lưu của em vẫn như trước giờ nha. Cái chung chị đó là 0387349494, vậy đây cũng là số giao lưu của em luôn ạ. Đó, cái mã số 8 này đế đẹp mà tay cành điều nè. Đó, giá cả rất công nghệ ha. Thì bữa nay em quay dạo sơ cho chị mình xem từng cây. Ví dụ như mình thấy cái mã số nào đó thì mình làm cho nó mau gọn lẹ luôn chị ơi. Đó, bên đó là 18 ha, đế một nồi luôn nè. 18. Cái 17 nè. Đó, tay cành ngon lành. Nói chung là cũng lựa mấy cây ổn ổn không nha cô chú anh chị. 15. Đó, 15 7,5. Giá cả hôm nay đưa ra có mấy cây giá có 250, hai cây 500 nữa nha chị. Đó, 14 là đế nè. Đó, 13. Số 12 hoành lớn. Nồi đế bự. Đó, 11. Đó, này hồi đó giờ em không có quay kiểu này nha chị. Nay quay cho anh chị mình xem trước vậy đó. Đó, ai thích mã số nào thì mình kéo mình gọi liền mã số đó luôn. Đó, mã số 24 này hai cây nè, hai cây gì để 500 à. Trong đây cái này cái số 23. Đó, số 23 hoành cũng lớn á. Mình có 21 22 chắc có 500 thôi. Đế sổ rồi nè, mã số 22 6,5. Nguyên cái nồi đế chả bá lửa luôn. Này mã số 21. Đó, 20 19. Đang quay clip mà chó nó ngồi đây thiệt chứ. Rồi. Bắt đầu vô mã số 1 đi cô chú anh chị, em cũng dạo sơ rồi ha. Rồi, vô mã số 1 anh chị. Đây em sẽ đặt cái máy cố định rồi em đo kích thước báo giá cho anh chị mình luôn ha. Rồi, vô mã số 1 cô chú anh chị, mã số 1 nha. Em sẽ đo cái chiều cao. Chiều cao từ cái cổ này đo tới cái cổ đế thôi. Từ ngọn xuống tới cổ đế nó là 53. Quanh thân 24. Sổ 2,5. Sổ 25. Tổng cầu đế 98. Đó, cây mã số 1 em chị. Giá 9,5. Đế tròn do luôn. Cây mã số 1. Cây mã số 1 9,5. Đó, em đặt cái máy rồi xong cũng cầm lên cho anh chị mình xem nha. Tay cành ngon lành nha anh chị. Cây mã số 1 9,5. Rồi em chuyển qua mã số tiếp theo. Rồi tiếp tục trên bàn xây là mã số 2. Cây này có số tay cầm cao tới đây nó là 48. Vành thân 25. Sổ 3,5. Tổng bầu đế 95 à. Cây mã số 2. Cây mã số 2 sổ 3,5, tổng bầu đế 95, vành thân 26. Cây 25 à, từ 25 cây này nó có bị lỗi nhẹ chỗ này anh chị. Để máy qua rồi cho anh chị mình xem. Bữa nay em quay, nói chung là quay kỹ, quay nhiều cây mà quay kỹ cho anh chị mình xem, không có quay nhanh như mấy lần trước nha. Đó. Nó bị thiếu ánh sáng, để em bật cái đèn lên cái. Này nó có bị lỗi nhẹ đây. Sổ 3,6, rồi cây mã số 2 giá 800. 800 cây mã số 2. Cây đế dài miên man luôn vậy, đế quá trời nó dài 3,6 luôn á. Rồi em chuyển qua mã số tiếp theo, cây mã số 2 giá 800. Em chuyển cây. Rồi tiếp theo cây mã số 3. Đó, cây mã số 3 này nó có cái cành này nó bay bay nhìn nó viên đó nha anh chị. Để em đo cái thứ sau em báo cái quay cam cho kỹ mình ha, coi ha. Từ đây xuống đây nó 2,6. Hoành thân là 20.
sổ 2 tấc 2. Sổ 2 tấc 2 hoành thân 20. Đó, cây này nó nhìn nó đã lắm. Cái cành nó bay về, nó ai chơi cái dáng bay bay á, nhìn nó đẹp lắm, tay cành khá đầy đủ nè. Ai chơi bonsai cây này hết bài rồi. Còn không thì mình cắt ngang cái này mình chơi dáng trực luôn. Trực lùng lực. Cây này cây mã số 3. Vành thân 20. Rồi cây mã số 3 giá 350. 350k cây mã số 3. Đó, cây số 3 đẹp nha. Rồi em chuyển qua mã số tiếp theo. Rồi tiếp theo cây mã số 4. Cây mã số 4 có chiều cao là 45. Hoành thân 23. Cái này không có sổ lắm, thôi khỏi đùa. Rồi cây này nó có cái đế nó cũng quái quái nè chị, giống như là cái con gì nó đang nằm á đó. Đó. Đó, Quỳnh Thân 23, cây này giá 650. Thì cái đế nó nằm 650, cây mã số 3. Ủa số 4 chứ, lộn. Đó, cây mã số 4 giá 450. Rồi em chuyển qua mã số tiếp theo. Rồi tiếp theo cây mã số 5. Cây số 5 đẹp nha. Cao 46. Hoành thân. Con cút trên đây, con này nó mắc cái rễ này đo không được. Hoành thân 22. Sổ 2 tấc rưỡi. Tổng bầu đế 99. Đó, cây mã số 5. Tay cành đều, đế đẹp. Đó, cây mà cây này nó ngày xưa nó có bị lỗ nhưng mà nó liền này nha anh chị. Tay cành đều. Đó, cây mã số 5 giá 950. Rồi em chuyển qua mã số tiếp theo. Rồi em chuyển cây. Rồi tiếp theo cây mã số 6. Cây số 6 à. Cao 43. Hoành thân 18. Sổ 1 tấc 8. Cây mã số 6. Cây mã số 6 giá 300. Đó, đế cũng khá ổn nha anh chị. Cây mã số 6 giá 300.000. Tay cành đều. Rồi em chuyển mã số tiếp theo. Rồi tiếp theo cây mã số 7 là một cây đầu đinh. Đó. Ở trên trống quá vút luộc. Cao từ đây xuống đây nó là 20. Sổ 2 tấc 2. Hoành thân 20 luôn. Rồi. Tổng cái bầu này bao nhiêu đây? 86. Cây mã số 7. Đó, cây mã số 7. Nay quay gì nó hơi chậm nhưng mà cho anh chị mình xem rõ cây hơn ha. Đó, cây mã số 7. Đó, giá 350 thôi. Đây ghi sẵn cái bầu nè. 350. Đế đều. Rồi em chuyển mã số tiếp theo. Rồi, tiếp theo cây mã số 8. Đó, cây số 8 đế tròn đều nha anh chị. Đó, cây số 8. Cao 36 ạ. Hoành thân 22. Sổ 2 tấc. Tổng bầu đế nó 93. Cây mã số 8. Đúng rồi, mã số 8 đây. Đế tròn do như chữ O luôn vậy. Đó, cây mã số 8 giá 850 nè. Đế nè. 850. Rồi em chuyển mã số tiếp theo. Rồi tiếp theo là cây mã số 9 ạ. Đó, mã số 9 là cây tay cành đều. Cao 55. Hoành thân 22. Sổ 2 tấc 2. Tổng bộ đế nó 92 luôn. Cây mã số 9.
Đó, cây số 9 tay cành tròn vo tứ diện. Thì em cũng sẽ nhắc lại số điện thoại của em có để trên tiêu đề, đó là 0387349494 nha các chú anh chị. Cây mã số 9 đó. Rồi giá 700. Em chuyển mã số tiếp theo. Cái mã số 9 giá 700. Tiếp theo cây mã số 10. Đó, một cây chân dài mini bonsai. Cao tới đây đó là 3 tấc. Sổ 2 tấc 6. Này nhỏ khỏi đo đầu đi, thôi đo luôn đi. Cho anh chị mình hình dung ra được. 67 ạ. Đó, cây này cây mã số 10. Đó, mã số 10 anh chị. Chân dài tới nách. Mã số 10, tay cành đều. 300.000. Mã số 10 300, rồi em chuyển mã số tiếp theo. Tiếp theo mã số 11. Đó, mã số 11. Một cây tay cành đều tiếp. Cao từ ngọn này xuống tới đây nó là 50. Hoành thân 24. Sổ 2 tấc. Cây mã số 11. Cây mã số 11 giá 650. Tay cành đóng đều đây. Đó, cây mã số 11 giá 650.000. Rồi em chuyển mã số tiếp theo ạ. Rồi tiếp theo mã số 12. Đó, cây này cái thân nó tàn dù nha chúng chị. Mã số 12. Cao 62. Vành thân 25. Thoát thân nó đây là 3 tấc rưỡi. Sổ 2 tấc 9. Tổng bầu đế nó là 1m1. Cây mã số 12. Cây mã số 12 ạ. Đó, một cây có cái phong tàn dù cao 3 thoát thân nó 3 tấc rưỡi. Đế tổng bầu đế nó tới 1m1 110 nha anh chị. Nặng lắm, bự. Rồi giá 1.1.000.000 mã số 12. Mã số 12 1.1.000.000. Rồi em chuyển mã số tiếp theo ạ. Rồi tiếp theo mã số 13. Cái mã số 13. Cao 53. Hoành thân 24. Sổ 2 tấc 2. Tổng bầu nó là 96 ạ. Cây mã số 13. Cây này nó có bị lỗ nhẹ cho cái này nha anh chị. Đây, cây nào nó có bị gì không quay rõ cho anh chị mình xem ha, để chờ nó quay qua tới cái. Đó, tay cành đều nè. Đây. Khoảng tấc rưỡi nha. Mã số 13 giá 650. Lỗ mà bị có nồi đế đẹp anh chị ơi. Rồi 650.000 mã số 13, em chuyển mã số tiếp theo ạ. Rồi, tiếp theo mã số 14. Cao là 56. Hoành thân 20. Sổ 2 tấc 6. Tổng bầu đế nó 88. Cây mã số 14 á. Đế sổ 2 tấc 6. Đế tròn vo anh chị em ơi. À, cây mã số 14 giá 650.000. 650, 650. Rồi em chuyển mã số tiếp theo ạ. Rồi tiếp theo. Mã số 15. Ý, quên nữa. Mã số 15. Cao đó là 50.
Hoành thân 21, sổ 2,5 tấc, tổng vòng 1 mét, mã số 15. Cái này có mấy cái rễ keo đây anh chị mình muốn bỏ cũng được anh chơi, tại làm để y chang vậy về cho anh chị mình có để thì để. Chứ thấy nó cũng bẻ xuống sợ nó gãy, nó về theo cái đó mình cắt bỏ đó, nhìn cái cây nó nôm hơn. Mã số 15 giá 750 đó, một nồi đế nè, đặt kẹo luôn. Mã số 15. Rồi chuyển mã số tiếp theo ạ. Rồi tiếp theo mã số 16. Cao nó là 335. Hoành thân 19 ạ. Sổ 2,4 tấc. Bóng bầu đế 87. Cái mã số 16. Giá 650. Mã số 16. Sáu năm mươi. Rồi em chuyển mã số tiếp theo. Rồi tiếp theo mã số 17. Mã số 17 cái này hoành thân cũng hơi trọng trọng mà cái cần nó hơi đôi nè. Cao nó là 4 tấc, hoành thân 22, sổ 1,6 tấc. Cái mã số 17 giá 450. Cái mã số 17 450k. Đó, mã số 17 giá 450. Rồi, mình chuyển mã số tiếp theo ạ. Rồi, tiếp theo mã số 18. Cái 18 nha anh chị. Cao 45. Hoành thân là 21. Sổ 2,7 tấc, tổng bầu 90. Cái mã số 18. Cái mã số 18 ạ. Giá 700. Mã số 18 giá 700.000, tay cành đóng đều. Mã số 18 700. Rồi em chuyển mã số tiếp theo ạ. Rồi tiếp theo mã số 19 ạ. Đó, cây 19. Cao là 50. Hoành thân 22. Sổ 2,2 tấc. Tổng bầu đế 95. Cây mã số 19, cây 19 ạ. Đó, cây 19 nha anh chị. Đó, cây này nó có bị lũa nhẹ chỗ này anh chị. Đó, đó đây ha. Thì cây nào có cái lỗi nào đó thì em sẽ báo với anh chị mình trên clip luôn nha. Đó, cây 19 giá 500.000. Cây 19 giá 500. Rồi, em chuyển mã số tiếp theo ạ. Rồi tiếp theo cái mã số 20. Đó, cây này nó có cái cục đế đẹp lắm rồi kìa. Đó, cây này cao tới đây em đo nó là 46 ạ. Cây này không có bị lỗi nha. Hoành thân 24. Đó, vị trí trong đó cái cũ này là 33. Sổ từ đây nó đây là 2 tấc. Tổng bầu 1 mét. Cây mã số 20 giá 800.000. Cái này nó có cái củ nhìn phê lắm. Đó. Thì cái này thoát thân nó khoảng tầm 3 tấc anh chị. Ở trên nó có tay cành. Còn không mình thấy đế đẹp thì mình tán đầu đinh nó mình chơi luôn. Đó, cái mã số 20 giá 800. Rồi em chuyển mã số tiếp theo ạ. Rồi tiếp theo cái này hoành bự nha. Cái này số mấy đây? Mã số 21 ạ. Đó, mã số 21.
Cao nó đây nó là 40 46. Hoành thân 26. Sổ 3 tấc. Sổ 3 tấc. Tổng bộ đế 1m2. Tổng bộ đế 1m2, sổ 3 tấc, hoành thân 26, cái mã số 20 21 ạ. Đó, 21, cây 21 này giá 1,1 triệu. Tổng bầu nó 1m2 là như vậy. Cây mã số 21, 1,1 triệu. Rồi em chuyển mã số tiếp theo. Rồi tiếp theo cây mã số 22. Cây 22 ạ. Cao là 50. Hoành thân 23. Sổ 2 tấc. Cây mã số 22. Giá 650. 650, cây mã số 22 ạ. Cái này nó ngày xưa nó cũng có bị lỗ mà thấy nó liền, nó muốn liền lên vậy. Để em chờ quay cho nó quay qua cái rồi em gọi cho nó cho mình xem. Cái mã số 22 giá 650. Đế đặt kẹo luôn. Đó đây nè. Đó, mấy cây nào nó có cái bị lỗi gì đó thì em quay cho, chỉ cho anh chị mình xem. Để anh chị mình nhiều khi không nói rồi về nhà mất công lắm. Rồi mã số 22. 650, em chuyển mã số tiếp theo ạ. Rồi tiếp theo mã số 23. Mã số 23. Cao 70. Hoành thân 20. Sổ 2 tấc. Cao mã số 23, hoành thân 20. Rồi, cây này giá 500. Tay cành đều. Cái mã số 20. Có lộn mã số 23 chứ, em xin lỗi ạ. Mã số 23 giá 500 anh chị. Rồi, em chuyển mã số tiếp theo. Rồi, mã số 24, 2 cây. Và đây cũng là mã số cuối nhất trong ngày hôm nay của chú chị. Cao 32. Đây cao 40. Hoành thân 18. Cái này 17. Có khoảng tấc rưỡi hết á. Đó. Đó cây này hai cây mã số 24, hai cây 500. Rồi cây này nó cũng có bị lỗi nhẹ đây. Đó, em cây nào bị lỗi gì là em báo liền nha. Đây mã số cuối clip 24, hai cây 500. Rồi cây này cũng là mã số cuối clip của ngày hôm nay nha cô chú anh chị. Ở cuối clip thì em cũng cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi clip ngày hôm nay. Và cũng rất mong cô chú anh chị mình xem tham khảo được mã số nào và ủng hộ giùm em ạ. Trong quá trình xem clip của chú thì mình thấy clip kênh này có hay cho chủ kênh đăng cho một cái đăng ký kênh, một cái lượt thích đó anh vậy, để cho bài viết nó được đề xuất để cho em được giao lưu thành công luôn mai này ha. Rồi em xin cảm ơn ạ. Kính chúc cô chú anh chị em mình luôn được nhiều sức khỏe, công việc làm ăn thuận lợi và thành công. Rồi em xin kết thúc video.